Chào mừng cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay em lại tiếp tục chia sẻ một cái sản phẩm cúc rin đây, về Sóc Trăng đây cả nhà. Khi mà khách hàng về Sóc Trăng thì hai cây, một cây hai cái cúc rin luôn. Nhưng mà mua bây giờ em sẽ chia sẻ cái cách mà nhà vườn sẽ gom tàn lại để gửi đi đây. Rồi bắt đầu đi anh. Em cũng chân thành cảm ơn khách hàng đã luôn đồng hành cùng với em nha, và ủng hộ các cái sản phẩm mai vàng của thị xã An Nhơn, mai vàng của làng nghề đó. Đây em đang nhờ nhà vườn để gom tàn đó, gom đúng kỹ thuật nha cả nhà, không phải là gom máy đâu. Cho nhiều lúc mà chúng ta cắt nó không có bạo tay cả nhà, thì để về cái cây nó bị suy nha. Không có nghĩa là nhà vườn cắt như thế này là cái cây nó sẽ phát triển rất là mạnh, vì nhà vườn có cái kỹ thuật rồi. Cái cây đây là đi Sóc Trăng nha cả nhà, em cũng có một chút xíu lộn đó, còn cái tây ninh là cây giáo hương kia. Đây là cúc rin, đây là đi Sóc Trăng này cả nhà. Em cũng xin chân thành cảm ơn khách hàng ở Sóc Trăng nha, đã ủng hộ em hai cái sản phẩm siêu cúc, hai cây cúc luôn. Đây, một cái cây, hai cây cúc đều hai cây cúc giang long hết nha cả nhà. Đây, cúc này nó có cái bộ đế này, em cũng chia sẻ luôn để cho khi khách hàng về nhà, khách hàng cứ trên cơ sở đó mà lấy hàng thôi, không có lo cái gì hết nha cả nhà. Tất cả các em đều minh bạch bằng video nha, chứ không có gì. Cho nên là em bán hàng nó ít lắm, bán hàng cộng với tiền chở xe thồ đó thì em mới đủ gạo ăn hàng tháng à. Đó, chứ em không phải là bán vì mục đích lợi nhuận nữa cả nhà. Thì đương nhiên là làm ăn thì ai cũng nghĩ tới lợi nhuận rồi, nhưng mà em đây không phải là vì đặt cái lợi nhuận lên hàng đầu, thì em đặt cái chất lượng với phục vụ khách hàng như thế nào, tốt hay không mới là lên cái đây. Sao nó vậy anh? Gom cho đây luôn đi. Rồi đó. Nha, em đặt là cái chất lượng phục vụ khách hàng lên hàng đầu nha, chứ em không có đặt là cái lợi nhuận lên hàng đầu. Em làm xe thồ, làm tất cả các cái dịch vụ kèm theo luôn, chứ không có một cái gì để mà thuê mướn hết, lấy công làm lời. Cho nên là bỏ đấy này. Bây giờ anh em bỏ đất ra luôn chứ. Rồi. Đây cả nhà. Đây bây giờ đang nhờ nhà vườn để bỏ đất luôn nha cả nhà. Ra đây có dễ ăn. Cây đó để luôn về họ tự xả. Cây đây ở Sóc Trăng nha cả nhà, còn cái đây để ở Tây Ninh này. Đây là cây giáo hương ở Tây Ninh này cả nhà, em cũng quay qua nha, quay qua luôn. Đây là Tây Ninh này cả nhà nha, Tây Ninh, còn cây đây là Sóc Trăng. Cây giáo hương thơm đó nha cả nhà, rất là thơm này. Em bao cái cây này, em bao cước luôn này cả nhà. Đây này, cây đã thuần chậu nha, thuần chậu, cho nên chúng ta thấy là mình xả bớt đất đi anh. Nói chung là cũng may mắn là khách hàng luôn đồng hành với em giới thiệu được các cái sản phẩm mới, rồi khách hàng cũng ủng hộ, cho nên là các cái sản phẩm mai vàng thì xã An Nhơn đã tiếp cận được rất là nhiều khách hàng cả nước ở khắp nơi rồi. Cũng mong rằng khách hàng về là cố gắng nha, chúng ta vướng bận về cái vấn đề kỹ thuật gì thì cứ mạnh dạn điện cho em nhé. Ngay cả khách hàng mua có em hay không mua có em thì cứ điện nha. Em biết cái gì thì em tư vấn, mà nếu cái gì em không biết thì em sẽ hỏi các nghệ nhân trồng mai thì em sẽ tư vấn, sẽ trả lời bằng em sẽ điện lại để em tư vấn cho khách hàng làm sao để mình có được một cái cây mai đẹp nở đúng Tết để cho khách hàng chơi. Chứ còn em không có, khách hàng này mua thì khách hàng cứ chỗ nào mà mình thấy đẹp là mình mua, thấy đẹp giá rẻ mua, chứ không cần phải mua có em. Nhưng mà khi cần tư vấn gì thì cứ alo cho em. Em cũng không có ngần ngại mấy cái chuyện đó đâu nha khách hàng. Đó, còn các cô, các chú, các anh, các chị gì đó, chúng ta cứ thấy sản phẩm nào ở đâu mà chúng ta thấy hợp lý chúng ta cứ mua thôi. Còn nếu ủng hộ được em thì càng tốt, mà không ủng hộ thì cũng không sao nha cả nhà. Em thì vẫn thường xuyên chia sẻ các video về kỹ thuật. Đó, nhìn cái rễ này cả nhà xem này, cái rễ nó cân trượt, nó thuần chậu, cái đây là thuần chậu mà. Em vẫn liên tục chia sẻ các video về kỹ thuật này. Để giới thiệu sản phẩm. Nó đi chết nữa thôi, chết mất luôn á. Đây. Dễ nó quá thuần chậu rồi. Các video về giới thiệu sản phẩm, các video về kỹ thuật cho cả nhà nha. Được mấy bạn. Có cần gom bớt dễ không anh? Không. Rồi. Giờ trồng, họ bớt không bớt rồi trồng. Gom đi. Cho cả nhà xem nha. Họ mừng nha. Đúng rồi. Cho nên là cả nhà yên tâm đó. Cái cây đây là cúc rin nữa cả nhà, cúc rin về Sóc Trăng đấy. Sóc Trăng thì ủng hộ em hai cây, một cây em đã buộc ở trên xe rồi. Sóc Trăng à? Sóc Trăng. Dạ thế.
ước gì mà tất cả các sản phẩm em bán đi, sau này em có điều kiện em đi du lịch tới nhà các sản phẩm mua mai để em thăm, để tốt quá. Được như vậy được quá tốt, nhưng mà chắc không được cả nhà ơi. Đi một vòng như vậy thì không, bây giờ em mới đi cầu cả năm cũng không hết rồi. Đó, đây mình là cái giáo hương vẫn còn này cả nhà, cái giáo hương và cúc rin vẫn còn nha, cái cúc sai nhỏ này, cái sai nhỏ nhưng mà dáng thông rất là phù hợp với túi tiền của cả nhà này. Tết chúng ta sang trọng, chúng ta chơi rất đẹp. Đó, thì đã vài video em chia sẻ về cái cây giáo hương rồi. Giáo hương là một trong những cây mai mà nó còn nói thiệt là nó chưa phổ biến như các cây mai giáo và các mai cúc. Bởi chính vì cái mùi hương thơm á, thoang thoảng nó chinh phục khách hàng á, cho nên là cái cây giáo hương vẫn là một trong những cây mai mà được khách hàng rất là yêu thích. Nhiều khách hàng yêu thích. Thì bây giờ cái giáo hương thì em còn vài cây nữa, vài cây giáng lùng nữa. Cúc rồi cũng còn vài cây giáng lùng. Bây giờ đến cái cây mai nhỏ đây, cái cây mai đây là mai giáo hương giáng lùng đây em. Cái cây đây là khách hàng ở Tây Ninh nha, em xin chân thành cảm ơn khách hàng là ở Tây Ninh đã rất là tin tưởng và ủng hộ em cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này em có chia sẻ đây cả nhà, bây giờ cũng đang nhờ chú, nhờ anh nhà vườn để đã lấy tháo chậu ra. Chúng ta thấy chưa, cây này thì nó cũng được nằm ở trong chậu tương đối rồi, cho nên nó cũng em nói là nó thuần chậu rồi, thuần chậu rồi, nó không còn là như là cây trồng dưới đất mà khi lên chậu thì có một thời gian nó mới thuần chậu nha cả nhà, cho nên cây này đã thuần rồi. Cây đây dày nhưng mà khi mà chúng ta bao ship thì nó cũng khi chúng ta bỏ vào trong một cái chậu mà chúng ta đặt ở trong một cái gia đình của mình đó thì nhìn nó cũng đầy đặn lắm nha, chứ không phải. Bởi vì em quay trong một cái điều kiện mà nhà vườn có mấy thiên mai thì nhìn nó khác. Còn khi mà chúng ta về mà chúng ta để trong trong nhà mình á thì cây mai này nó lại khác nha cả nhà. Đó là như là một cái tâm điểm rồi đó, nó rất là cái không khí nó rất là ấm áp của mùa xuân. Nên là khi mà em quay trong cái điều kiện mà rất là nhiều cây mai lớn như thế này thì chúng ta thấy nó là nhỏ. Khi bảo em ra vườn em chọn cây mà vô nhìn một lúc là nó hoa mắt luôn, vì thấy cây nào nó cũng rất là hấp dẫn em. Nên em cũng nói là để em soi cho khách hàng chọn là như vậy. Đây, như chúng ta thấy đây này, rất là nhiều nha. Đó, cho nên là cây nào cũng hấp dẫn hết đó cả nhà. Nhà vườn đã xuống tàn rồi này. Đây cả nhà xem. Đây là, đây cũng là một cái cây cúc rin này cả nhà này, cây cúc rin tàng thông này cả nhà. Đây này, một cây cúc rin tàng thông này cả nhà này, xem cái mặt bông của nó này, em tranh thủ em giới thiệu luôn nha. Cúc rin tàng thông này, đây đây tương đối nha cả nhà, tương đối đẹp đây. Em cũng muốn giới thiệu và chia sẻ với khách hàng. Khách hàng có thiện chí alo cho em cây này để em đó. Cái điện nhắn tin về điện cho em nha. Đây cái này, đây. Em cũng xin chân thành cảm ơn sự chu đáo của nhà vườn đã rất là chu đáo đóng gói bao bì rất là cẩn thận cho em trong quá trình mà em vận chuyển để em đi đóng, để đóng kiện để em gửi bưu điện cho khách hàng. Rất là xin rất chân thành cảm ơn nhà vườn. Tất cả các nhà vườn mà em đã từng hợp tác thì đã rất là tận tình và nhiệt tình cũng giúp đỡ em vấn đề này. Cái đơn này thì ngày mai em sẽ gửi đi. Thế này thì trong cái điều kiện đi khoảng độ 10 ngày 15 ngày thì vẫn cứ yên tâm chứ không sao, đúng anh? Đúng không? 15 ngày vẫn không sao hết á. Cho nên là khách hàng cứ yên tâm nha. Ví dụ cây nó khoảng độ 1 tuần nó về tới nhà mình thì cứ yên tâm không sao. Không
không bao giờ có vấn đề gì hết. Mùa này rồi, những cái hình ảnh này em cũng xin phép được khép lại cái video. Cảm ơn hai khách hàng ở như Sóc Trăng và Tây Ninh ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ em, cái kênh của em về giới thiệu về sản phẩm mai vàng của thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Cô chú anh chị và các bạn có thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho các em qua Zalo nhé, hoặc điện thoại để em tư vấn cụ thể chi tiết cho khách hàng nhé. Để chúng ta mua được cái sản phẩm mai đúng mai vàng làng nghề thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ở đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc khách hàng luôn sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye cả nhà.